Alo, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ giải thích một cái mạch điện điều khiển cái máy khoan hai đầu. Thì trước tiên thì chúng ta cùng xem cái sản phẩm mẫu. Ở đây là một cái sản phẩm. Một cái khối gỗ với yêu cầu là khoan hai lỗ ở hai mặt đối diện nhau. Và một cái khối kim loại với yêu cầu là khoan hai lỗ trên một cái cùng một cái mặt phẳng. Thì mình sẽ giải thích cái mạch điều khiển. Ở đây chúng ta có ba cái xi lanh. Xi lanh A làm nhiệm vụ là kẹp chặt sản phẩm, kẹp chặt phôi. Xi lanh B là thực hiện cái thao tác bên trái và xi lanh C thực hiện thao tác bên phải. Ở đây mình chỉ giải thích cái phần điều khiển là ba xi lanh A, B và C. A kẹp, B và C cùng thao tác. Còn cái thao tác gì đó thì tùy theo yêu cầu. Ví dụ như ở máy khoan hai đầu thì nó sẽ đi vào sau khi cái xi lanh của chúng ta đi từ phía dưới lên từ phía trên xuống, cho kẹp kẹp chặt tùy thuộc vào yêu cầu mà nó sẽ kẹp kẹp cái sản phẩm. Sau đó xi lanh B và xi lanh C sẽ cùng đi vào để khoan cái lỗ, hoặc là yêu cầu cài đặt trên màn hình chỉ cần khoan một lỗ bên trái hoặc khoan một lỗ bên phải, thì khi đó mình sẽ cài đặt trên màn hình nó sẽ khoan một lỗ thôi, hoặc là khoan một lỗ bên trái hoặc khoan một lỗ bên phải hoặc khoan cả hai lỗ. Thì nếu là máy khoan thì nó sẽ đi vào hoặc đi ra, nếu là máy taro thì cái mũi khoan này nó khi đi vào thì nó sẽ quay theo chiều thuận để taro, khi đi ra thì nó sẽ quay theo cái chiều ngược lại. Mình chỉ giải thích cái điều khiển xi lanh thôi, còn cái cơ cấu cơ khí gắn trên xi lanh này thì mình sẽ không nói đến. Nếu mà khoan thì nó sẽ gắn cái đầu khoan vào trên cái bệ của cái xi lanh này, thì xi lanh đi vào đi ra thì đồng nghĩa với là cái đầu máy khoan của chúng ta cũng sẽ đi vào đi ra luôn. Nếu mà làm mỗi dập mỗi cắt ngàm mà thủy lực thì nó sẽ gắn trên cái đầu piston này luôn, gắn cái mũi cắt ngàm phía trên luôn, thì nó sẽ xuống nó cắt cái sản phẩm. Bên đây nó cũng sẽ đi xuống để cắt cái sản phẩm. Thì đó là tùy thuộc vào cái yêu cầu mà chúng ta sẽ thiết kế cái phần cơ khí. Như vậy là xi lanh chúng ta sẽ kẹp và hai xi lanh B và C sẽ đi vào và đi ra để thao tác. Sau khi thao tác xong thì xi lanh hai cái này lui về và cái xi lanh kẹp sản phẩm cũng lui về. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát trên cái phần mềm. Đây mình đã thiết kế một cái chương trình điều khiển BOC điều khiển ba cái xi lanh này, thì chúng ta cũng sẽ cùng quan sát. Mình sẽ giải thích một lần nữa, đây là xi lanh A. Ở đây thì mình đang làm cho nó đi chỉ xuống thì nó sẽ kẹp chặt cái sản phẩm. Xi lanh B đây, tay trái, và xi lanh C phía bên tay phải. Là hình biểu diễn của cái tiết lưu kết hợp với cụm van một chiều, thì chức năng nó là thay đổi cái vận tốc của cái xi lanh này. Còn đây là một cái van đảo chiều, thì van đảo chiều mình đã có giải thích ở những video trước, thì mình xin nói lại một lần nữa, đây là một cái van 43. Chúng ta thấy có bốn cửa A, B, V và T và ba vị trí 1, 2, 3, ba ô vuông chính là ba cái vị trí của nó. Thì cửa A và cửa B thì chúng ta sẽ nối vào cái xi lanh, sẽ nối vào đường dầu vào cái xi lanh. Cửa P là cái cửa nhận áp suất và nhận dầu thì nó sẽ đi vào cửa P. Cửa T là cửa xả về tăng, là cái bồn chứa. Thì ở trạng thái bình thường là cửa A và cửa B này đang bị khóa, ta thấy cái vị trí gạch ngang là bị khóa. Cửa B thông với cửa T do hai lò xo định tâm này đẩy về cái vị trí trung gian là vị trí giữa. Ở trạng thái bình thường thì hai lò xo này sẽ đẩy về vị trí giữa, vị trí trung gian. Như vậy cửa A và cửa B sẽ khóa, thì dầu nếu mà xi lanh đang chuyển động thì nó sẽ khóa lại, xi lanh chúng ta sẽ đứng yên. Dầu sẽ còn giữ kín trong cả khoang, hai khoang, khoang trái và khoang phải. Ở khi chúng ta cấp điện vào cuộn coil Y0 thì nó sẽ dịch bên tay trái. Cấp vào Y1 thì nó dịch bên tay phải. Đây là van 43 thì có điều khiển bằng điện. Ở trung điện ở đây là có hai cuộn coil là Y0 và Y1.
Rồi. Ba cái van bóng ba như vậy, 1 2 thì chúng ta có ba cái xi lanh thì sẽ có ba cái van bóng ba. Ở đây mình sử dụng đến 4 van bóng ba để chỉnh được vị trí dừng ở tất cả các vị trí. Đây là một cái van bảo vệ, van an toàn. Khi quá áp suất thì nó sẽ mở cái cửa ra cho dầu đi về phần dưới. Đây là một cái hệ thống làm mát. Còn ở đây là cái phần tử điều khiển của mạch điện, một cái BLC, một cái chương trình lập trình. Những cái ngõ vào thì mình đã kết nối sẵn. Ở đây chúng ta có những con vào từ x0, x1, x2, x3, x4 và x5 thì tương đương với những cái nút nhấn. Đây là cái nút nhấn để mình điều khiển bằng chế độ bằng tay và chế độ tự động. Ở chế độ bằng tay thì chúng ta sẽ điều khiển những cái xi lanh này độc lập, ra vào độc lập. Nghĩa là một cái xi lanh sẽ có hai trạng thái là đi ra và đi vào. Khi chúng ta ngưng tác động cả đi ra và đi vào thì nó sẽ đứng yên. Đây, mình đã điều khiển được cái xi lanh này độc lập đi lên đi xuống. Cái xi lanh ép chặt cái phôi này là đi lên và đi xuống. Mình quên, mình đang thì nó sẽ đi lên và đi xuống. Mình sẽ thay đổi cái đó, ta sẽ điều khiển được nó. Mình đang chưa khóa cái chế độ tự động đó, đi lên và đi xuống. Mình chưa khóa cái chế độ tự động rồi. Lên như vậy nó sẽ đi ra và đi vào. Thì rất là quan trọng cái chế độ và điều khiển thủ công này, chế độ bằng tay này rất quan trọng trong việc chúng ta chỉnh cái cử, cái hành trình của cái thiết bị trước khi chúng ta chuyển nó qua chế độ tự động. Thì thông qua điều khiển bằng tay chúng ta sẽ chỉnh cảm biến cho nó ra bao nhiêu và khoan sâu bao nhiêu, khoan đâm bao nhiêu thì chúng ta sẽ chỉnh bằng tay trước. Sau đó chúng ta bật qua quá chế độ tự động thì nó sẽ thực hiện đúng cái yêu cầu của chúng ta. Thì cái máy khoan này sử dụng rất là nhiều trong cái ngành gỗ khoan hay là cắt gì đó, là ngành gỗ sử dụng rất là nhiều và sử dụng đến những cái xi lanh khí khí nén. Trong thủy lực thì nó sẽ điều khiển trong những cái máy dập, máy cắt ngàm là hai đầu, máy tách rô hai đầu. Còn cái những cái vị trí ngõ vào cảm biến thì mỗi xi lanh nó sẽ có hai cái cảm biến ở mình sẽ gắn nó để nhận biết là đầu hành, cuối hành trình và điểm dừng. Ở đây mình chỉ sử dụng hai cảm biến, thì chúng ta có thể sử dụng nhiều cảm biến nếu chúng ta có nhiều yêu cầu hơn. Thì chúng ta sẽ mắc nhiều cảm biến trên cái xi lanh này để điều khiển cho nó chạy dừng ở nhiều vị trí. Chúng ta sẽ cài đặt trên cái màn hình. Ví dụ chạy từ điểm đầu ra điểm giữa thì nó chạy chậm thôi, nhưng mà từ điểm giữa ra tới điểm cuối hành trình thì nó ý, từ đầu ra tới giữa thì nó chạy nhanh, mà từ giữa ra tới thực hiện thao tác nó chạy chậm. Tại vì thực cái thao tác mà ăn phôi thì nó sẽ chạy chậm, nên nó sẽ chạy chậm để nó ăn cái phôi, nó khoan thì nó tạt rô thì nó sẽ chạy chậm lại, sau khi thực hiện xong thì nó về nhanh. Đây mình chỉ làm mẫu ba cái xi lanh thôi vậy à. Đó, bây giờ mình sẽ bật qua chế độ tự động cho nó chạy, chúng ta sẽ quan sát ở đây. Nhưng cảm biến thì mình đã nói vào từ x0 cho tới là x5 thì mình đã nói vào, chúng ta nói vào cái ngõ vào của BLC và cái chân 13, x13 này là cái điều khiển chế độ bằng tự động. Chúng ta khi chúng ta tác động vào thì nó sẽ đi ra để kẹp sản phẩm, sau đó hai xi lanh bên trái và bên phải sẽ ra thực hiện thao tác, xong đó nuôi về, sau đó cái xi lanh chính sẽ lui về. Thì ở đây mình đang chọn cái xi lanh là có giảm chắn cuối hành trình, chúng ta để ý. Nên đây, xi lanh có giảm chắn cuối hành trình thì ở cuối hành trình nó sẽ chạy chậm, nó sẽ chạy chậm để nó tránh va đập, tránh hư hỏng thiết bị nó. Nên cuối hành trình chúng ta thấy nó chạy chậm nên nó tác động vào cảm biến hơi chậm. Chúng ta quan sát lại một lần nữa, nó xuống nhưng mà ngay cuối hành trình nó chạy rất là chậm.
Rồi, sau khi thực hiện xong thì nó sẽ lui về. Như vậy là thông qua việc chỉnh cảm biến S3 và S5 này thì chúng ta sẽ điều khiển được hai xi lanh bên trái và bên phải vào ra ở nông hay là sâu khác nhau. Ví dụ ở đây đang là 200 thì mình di dịch 180. Bất kỳ xi lanh nào bên trái nó ra hết hành trình nó lui về, bên phải cũng ra hết hành trình sau đó lui về. Lui về. Nhưng yêu cầu là khi cả hai đều lui về thì cái xi lanh kẹp này mới nhả ra. Đó là cái yêu cầu của mình, tại vì khi chúng ta xi lanh A thực hiện xong đi về, xi lanh B thực hiện xong nhưng mà chưa về hết mà cái xe cử này nhả ra thì nó rất là nguy hiểm, nó sẽ không thao tác được hoặc nó sẽ ảnh hưởng tới cái kết cấu cơ khí, gãy mũi khoan hay là gãy mũi đột dập hay là gãy cái mũi cắt của chúng ta, gãy lưỡi cắt của chúng ta. Yêu cầu đi ra đụng cảm biến thì lui về, bên trái cũng vậy, bên phải cũng vậy, đi ra thực hiện thông đụng cảm biến thì lui về, nhưng mà yêu cầu cả hai đều đã lui về thì cái xi lanh chúng ta, cái xi lanh kẹp này mới lui về, nó yêu cầu. Và ở đây tại sao mình sử dụng hai cái đang quan sát, vậy là cái máy chúng ta đã hoàn thành. Tại sao mình sẽ sử dụng hai cái van 43 thay vì chúng ta mắc song song? Đó là cái lý do chúng ta thực hiện cái yêu cầu của mỗi bên nó khác nhau. Thay vì ở đây chúng ta chỉ sử dụng một cái van và hai cái xi lanh này và nối song song cái đường, nó song song với nhau, coi là một van nó sẽ chia tín hiệu ra. Thì khi như vậy thì hai cái xi lanh này sẽ hoạt động cùng lúc, cùng ra cùng lúc, cùng về cùng lúc. Mình sử dụng thêm một cái nữa mà mỗi cái xi lanh sẽ điều khiển bởi một cái van, để yêu cầu là chúng ta sẽ thực hiện cái độ khoan, cái độ sâu và nông khác nhau. Ví dụ như cái xi lanh bên trái thì nó sẽ khoan nông, là bên phải nó khoan sâu, lúc đó thì chúng ta sẽ chỉnh được trên cảm biến. Nhưng mà chúng ta không làm mất song song, không mất hai cái van này thì chúng ta sẽ không điều khiển được nó độc lập cái vị trí. Hay như rồi, ở đây mình sẽ mắc mỗi xi lanh sẽ có hai cảm biến và điều khiển bởi một cái van khác nhau thì nó sẽ điều khiển được cái vị trí, cái hành trình khác nhau. Và khi chúng ta có yêu cầu chỉ cần khoan một bên trái thì nó chỉ thực hiện được một bên khoan bên trái thôi. Chúng ta yêu cầu nó khoan bên phải thì nó chỉ khoan bên phải. Và khi chúng ta chọn cả hai bên thì lúc đó nó sẽ khoan cả hai bên. Như vậy thì cái máy chúng ta sẽ hoàn thiện hơn. Nó sẽ có nhiều chức năng hơn. Chức năng kẹp này sẽ luôn kẹp nè. Và cái chúng ta sẽ tùy chọn được chỉ khoan bên trái hay là chỉ khoan bên phải. Và độ sâu của bên trái hay là độ sâu bên phải nó sẽ khác nhau. Và yêu cầu là khi cả hai cùng về cùng thực hiện xong. Nếu một cái thì chỉ cần một cái thực hiện xong thì cái này nó lui về, còn hai cái thì cả hai cùng thực hiện xong nó mới lui về. Thì là chúng ta đã hoàn thành cái bài toán điều khiển một cái máy khoan cắt mé dập gì đó hai đầu. Còn đây là cái chương trình BIOS của nó, thì mình nhận lập trình những cái tủ điện tương tự là nhiều xi lanh hơn, thì mọi người có yêu cầu thì liên lạc với mình qua cái số điện thoại đây. Đây là cái chương trình BIOS của nó, thì cái chương trình viết trên lập trên ngôn ngữ cái sử dụng cái hàm logit. Thì đây có rất nhiều cái hàm logit, lệnh và hoặc lệnh chốt, cái relay chốt, thì từ Y1 cho tới những cái Y là ngõ vào và Q là ngõ ra. Và mọi người có những cái yêu cầu lập trình thì liên lạc với mình qua cái số điện thoại đây. Thì hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Nếu mà có những cái vấn đề yêu cầu cần giải đáp thì để phía dưới bình luận, mình sẽ tư vấn và giải thích và hướng dẫn.
chúng ta sẽ điều khiển nó bằng cái bảng điều khiển hoặc là bảng điều khiển trên màn hình tùy vào cái yêu cầu. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.